Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chuyên mục văn hóa của DKN TV hôm nay xin được gửi tới các bạn bài Làm thế nào đối đãi với người không thích bạn? Hãy học cách làm của Lão Tử. Thưa các bạn, nhận thức khác nhau, tranh biệt, cãi cọ chỉ là sự tiêu hao năng lượng không cần thiết. Không bằng im lặng rừng rưng với một nụ cười và bỏ qua. Thời Xuân Thu, Lão Tử là người có đạo đức vô cùng cao thượng, tấm lòng khoáng đạt, bao dung, tư tưởng khác biệt. Ông là một cao nhân có đạo đức phi thường, một nhà triết học uyên bác. Vì vậy, danh tiếng vang vọng khắp thiên hạ, được ca tụng là bậc thánh nhân. Một ngày nọ, có vị học giả tên Thổ Thành Khởi tới thăm Lão Tử. Ông thường nghe mọi người ca tụng Lão Tử, nên cảm thấy vô cùng tò mò và tự hỏi, lẽ nào đạo đức và học thức của Lão Tử thực sự phi thường như vậy? Vì thế, ông ta không quản đường xá xa xôi đi hàng nghìn dặm để tìm đến nhà của Lão Tử. Nơi sinh sống của Lão Tử rất đơn sơ, nhà cửa rách nát và trông bẩn thỉu. Vị học giả nhìn thấy vậy, trong lòng cảm thấy không vui, liền nói với Lão Tử. Tôi nghe nói ông là người có học thức cao thâm, lại có trí huệ rộng lớn, là một nhà đạo đức học. Vì ngưỡng mộ danh tiếng nên không quản nghìn dặm tìm tới đây. Tuy nhiên, tới đây rồi tôi lại thấy rất thất vọng. Nhà ông trông giống như cái ổ chuột, chẳng khác mấy so với chuồng trâu chuồng lợn. Tôi không biết như vậy thì có điều gì đáng để tôi tới thỉnh giáo ông cơ chứ? Thật đáng thất vọng. Nói xong, nhìn thấy Lão Tử dường như không có phản ứng gì, nên vị học giả quay đầu bỏ đi. Trên đường về, tâm vị học giả không thể tĩnh lại. Ông không ngừng suy nghĩ. Trong lòng mình dường như có gì đó rất kỳ lạ. Về lý mà nói, thanh danh của Lão Tử vang dội siêu thường như vậy, mình đến trước mặt ông ấy, sao lại cảm thấy nơi đó không có gì là đặc biệt? Hơn nữa, mình dùng những lời lẽ châm chọc ông ta như vậy, mà dường như ông ấy cũng chẳng có phản ứng gì. Nếu nói rằng mình đã thắng, thì sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng ngược lại, bản thân mình lại cảm thấy trống rỗng. Đó là đạo lý làm sao nhỉ? Vị học giả suy đi nghĩ lại nhiều lần. Ngày hôm sau, ông ta không nhịn được lại quay lại gặp Lão Tử và hỏi. Kỳ lạ, hôm qua tôi tới thỉnh giáo ông, không khách khí với ông và nói những lời xúc phạm, nhục mạ ông như vậy. Tại sao ông không có phản ứng gì, cũng không tức giận? Lão Tử ung dung tự tại đáp. Cái gì mà thánh nhân với không thánh nhân? Ta đã sớm coi nó là một chiếc giày rách nát, vứt nó ra xa rồi. Danh phận sớm đã không có chút liên hệ nào với ta nữa. Nếu ta là một người đắc đạo chân chính, bất luận ông gọi ta là trâu, là ngựa hay chuột cũng có liên quan gì tới ta. Đây đều là những việc không quan trọng. Thưa các bạn, làm thế nào để đối đãi với những người không thích chúng ta? Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi chúng ta sẽ gặp phải tình huống giống như Lão Tử vậy. Vậy thì chúng ta hãy suy ngẫm lại những điều mà Lão Tử đã làm và những điều ông đã nói. Chúng ta đừng bao giờ tranh cãi với những người có nhận thức khác biệt với mình. Bạn chỉ cần làm tốt việc bản thân cần làm, thản nhiên đối đãi với mọi chuyện và luật nhân quả sẽ giúp bạn làm sáng tỏ mọi việc. Không biện giải tranh cãi không có nghĩa là bạn đuối lý. Chột dạ đó là vì thanh giả tự thanh. Tâm và thân đoan chính ngay thẳng, phẩm chất chính trực sẽ có một ngày được thời gian kiểm chứng. Nhận thức khác biệt không cần phải biện minh. Trong Thiên Thu Thủy, Trang Tử từng giảng một câu như sau. Hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng. Ý nghĩa là đừng nên nói về băng tuyết với những con côn trùng của mùa hè. Những con côn trùng đó không thể sống được tới mùa đông, làm sao có thể biết được mùa đông như thế nào? Ngăn cách bởi quá nhiều trở ngại thì việc giao tiếp chia sẻ là bất lực và cần thời gian lâu dài. Nhận thức khác nhau, tranh biệt cãi cọ sẽ chỉ là sự tiêu hao năng lượng không cần thiết. Không bằng im lặng hoặc rừng rưng bằng một nụ cười và bỏ qua. Tần số đạo đức khác nhau sẽ âm thầm xa lánh nhau. Zola và Cezanin là những người bạn thời thơ ấu. Lớn lên, một người trở thành họa sĩ và người kia trở thành nhà văn.
đường đời của hai người là khác nhau và sự khác biệt cả hai cũng dần tăng lên. Zola không hiểu những bức tranh của Cézanne, cho rằng những bức tranh của Cézanne có màu sắc thô tục và nét vẽ quá mạnh mẽ, không quá theo trường phái ấn tượng như chủ nghĩa Fauvism. Anh ta thậm chí còn phỉ bác Cézanne trong tiểu thuyết của mình. Anh ta mô tả những họa sĩ trong tiểu thuyết là những kẻ kiêu cao và ngạo mạn, cho rằng họ là thiên tài của thế giới. Cézanne không ngờ rằng nghệ thuật và sự theo đuổi của mình lại trở thành điều khó chịu trong mắt bạn bè. Từ đó, hai người chia tay và không liên lạc với nhau nữa. Chúng ta cần đánh giá cao mọi người. Ngay cả khi bạn không thích người ta, thì ít nhất bạn nên hiểu rằng họ sẽ có những lợi thế mà bạn không có trong thời điểm hiện tại. Điều tốt đẹp nhất chúng ta nên làm là càng không thích ai đó thì bạn càng phải thể hiện sự tu dưỡng bản thân. Bởi vì mọi thứ chúng ta làm là để đề cao bản thân, chứ không phải để hạ thấp và chê bai người khác. Thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.